bây giờ sẽ đến phần casting của bộ sưu tập Vina Woman đến từ nhà thiết kế Brand Võ collab cùng với Khánh Vân. Đây là bộ sưu tập đầu tiên mà Vân được collab cùng với lại nhà thiết kế Brand Võ, rất là ý nghĩa và Vân đã cố gắng rất là nhiều trong cái hành trình này. Trước khi bắt đầu phần casting ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Brand Võ. Brand và Khánh Vân đã có những cái ấp ủ từ lâu là hai anh em sẽ kết hợp với nhau làm một bộ sưu tập gì đó để cho các thí sinh tỏa sáng, thể hiện cái khí chất Vina của mình. Và xin được giới thiệu biên đạo Nhật Anh. Mình sẽ hỗ trợ cho Khánh Vân và Brand tìm được những cái nhân tố thật là sự xuất sắc. Bộ sưu tập này với một tinh thần của chiến binh Vina Woman và chúng tôi rất cần các bạn tỏa sáng một cách mạnh mẽ nhất, bản lĩnh và tự tin nhất. Bây giờ sẽ là ba thí sinh đầu tiên. Mình là một tiếp viên hàng không và mình cũng chưa từng có cơ hội đứng trên sàn diễn cũng như là có kinh nghiệm trước đó, nhưng mà mình cũng rất là tự tin trong việc casting ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên mà Ngọc Anh có cơ hội được tham gia casting của một chương trình thời trang. Mình cũng có hơi một chút áp lực và lo lắng. Với bạn 203 thì Vân nghĩ là lần sau mà mình đi casting á thì mình mặc cái áo thoáng thoáng để mình thấy rõ cái tay cái chân để mình biết là nó sẽ phù hợp với trang phục như thế nào nhé. Có một chút tiếc nuối khi mà ngày hôm nay mình đã lựa chọn một bộ trang phục chưa thực sự tôn hết được những cái nét trên cơ thể để mà nhà thiết kế họ có thể có một cái nhìn rõ nét hơn. Các bạn khi mà mình bước á phải tự đếm trong đầu mình là 1, 2, 1, 2, 1, 2 để cái bước chân của mình nó luôn luôn đều. 2, 3, 9 á thì đi giống như là giới thiệu cho đầm trẻ con thì ok hơn. Đó là em cố gắng ha, đi sexy hơn, chắc nhạt hơn. Mình phải để ý cái đường mà mình gần dừng ở đây. Mình canh còn 1/3 đoạn đường đó mình giảm tốc độ bước chân lại để tới đây mình bình tĩnh, mình làm dáng nó sẽ tốt hơn. Có thể là tụi em nhóm đầu tụi em ra còn hơi run một tí xíu. Cảm ơn các bạn. Nhóm thí sinh tiếp theo. Cái cảm xúc nó rất là lâng lâng á. Hầu như tất cả các thành viên của team Mô Thủy đều rất là cố gắng tập trung vào những cái bước đi catwalk của mình trước ba vị ban giám khảo ngày hôm nay. Không may một tí xíu là Hương chọn nhầm giày. Đôi giày cao gót mà 15cm là Hương để đi dạ hội, không có lên lại thay giày được. Thì lúc đó là Hương có xoay một cú mạnh một tí xíu thì nó không vững chân. Cả ba chị em hơi có lúng túng một chút về vấn đề vị trí đứng nên là hơi tùm lum. Vân thấy là các bạn diễn tốt nhưng mà có điều là mắt của mình á, đôi khi á, cái phần mà mình posing ngay ở một vị trí nào đó mình phải nhìn đúng cái điểm và ánh mắt của mình nhìn là phải có điểm. Lỡ như mà các bạn có xoay vẫn giữ dồn, nghĩa là mình phải kéo mọi người hút vô cái ánh mắt của mình không. Cảm ơn các bạn, xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Theo kinh nghiệm người mẫu 12 năm làm nghề của mình thì Khoa luôn chọn cho mình những cái bộ trang phục mà ôm dáng có thể tôn được body của mình. Khi mình mặc một cái trang phục khoe cái phần đẹp nhất trên cơ thể mình ra, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn để mà có thể thể hiện tốt nhất cái phần thi của mình. Riêng chị Thanh Khoa thì em nghĩ là chị rất là chuyên nghiệp trong phần trình diễn rồi. Với bộ sưu tập này thì mình sẽ lạnh nhiều hơn, mình sẽ không cười. Tại vì mình là chiến binh. 202, khoảng chân giữa đầu gối của em nó vẫn còn hở khá nhiều. Bước catwalk của em sâu vào hơn chút xíu nữa.
nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Còn 200, nguyên một đoạn đường em làm rất là tốt, nhưng mà những cái bâu dáng đoạn cuối em bị vội làm dối để cho nó xong việc, cố gắng làm cho nó chắc lại. Em đi ghế 307 nó dễ lộ lắm đó, tại vì bạn rất là tốt. Nhóm thí sinh tiếp theo. Ngày hôm nay thì Hương Ly được đi diễn chung cùng với Như Mỹ và Diệu Linh. Các bạn là những người có kiến thức vững về cái việc catwalk nên mình không lo lắng lắm về đường dây giúp làm sao cho cả ba chị em cùng tỏa sáng. Bản thân Hương Ly là một người có nền tảng là người mẫu thì đó cũng là một trong những cơ hội rất là tốt cho Hương Ly phát triển, biết làm sao vừa có thể giúp tôn vinh lên được bộ đồ và cũng đồng thời là tôn vinh lên được gương mặt của mình trên sàn diễn. Với một niềm đam mê thời trang mãnh liệt như Mỹ thì Mỹ đã đi casting rất nhiều show thời trang và hình như là Mỹ có một lời nguyền với các show thời trang bởi vì hầu như những lần Mỹ casting thì đều rớt, nên là khi casting Mỹ rất là run. Như Mỹ em rất là đẹp, chị rất là thích cái năng lượng của em. Bạn 208, năng lượng của bạn là một năng lượng của một chiến binh rất là ngọt ngào. Còn riêng người đẹp Hương Ly thì lúc nào chị cũng đẹp, lúc nào Hương Ly cũng rất là tỏa sáng và xuất sắc và năng lượng. Cảm ơn các bạn. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Phải nói là một buổi casting rất là thú vị và cũng như đầy khó khăn cho anh Brand Võ cũng như là Khánh Vân. Các bạn thí sinh đã quá đẹp, quá xuất sắc và quá tự tin, quá tỏa sáng tại hành trình này. Tất cả các thí sinh hay ai đến với các cuộc casting fashion show thì đều mong mình có thể trở thành first fan hoặc là vedette cả. Thì bản thân Ngân cũng rất là thích vị trí first fan. Thì mỗi thí sinh mình khi mình bước ra, dù là mình chưa biết vị trí nào hay first fan hay được chọn hay không, thì ai cũng có một cái màu sắc rất là riêng và cái năng lượng ở từng bước chân mỗi bạn đều có cá tính riêng hết. Có vẻ là do cái râu guốc của 337 nó có vấn đề nên là cái đoạn xoay em guốc nó không có tuyệt cho lắm. Bài bé không nó vẫn ở mức độ an toàn, chưa hút mắt cho lắm. 203 bước catwalk nó còn quá nhẹ nhàng, nó cần phải mạnh và bạo hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Rất là hứng khởi khi mà có cơ hội để mà truyền tải cái năng lượng từ sâu bên trong của Như, thể hiện được tinh thần Vina Woman. Đây cũng chính là một cái cơ hội để Nhung có thể thể hiện mình và bứt phá hơn qua những cái phần tiếp theo. Hôm nay Phương chọn cho mình một chiếc váy để có thể tôn lên những cái bước chân của mình và có phần hở lưng bởi vì Phương có một cái thắt lưng khá là tự tin. Tụi em làm anh nổi da gà mấy lần tại vì mỗi cô có một cái năng lượng rất là tốt, mỗi người có bước đi riêng, có thần thái riêng và có cá tính riêng. Khi mà tốt như vậy là sẽ có nhiệm vụ khó cho các bạn. Không sao hết, phần thử thách nó sẽ nằm ở phía sau. Cảm ơn các bạn. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Do một sơ suất nào đó hoặc là một cái do khách quan nào đó mà các bạn chọn sai á, dẫn đến là các nhà thiết kế hoặc là các ban tổ chức không lựa chọn các bạn thì coi như xui thôi. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Cạnh những thí sinh có kỹ năng và trình diễn lâu năm thì vẫn có một số bạn rất là e dè, ngại ngùng, không có thể hiện được cái khả năng của mình. Bạn 137 á, chị có này chị chỉ em nè. Em biết em đang bị gì, em đang bị rút vai quá. Mở ra. Nhiều khi mình bị quên á, mình hay bị rút vậy nè. Tinh thần của mình là một chiến binh và mình đi cái bước về chắc, phải hiên ngang.
mạnh lên. Cảm ơn ba bạn. Rồi, xin mời ba thí sinh tiếp theo. Biết là tụi em rất là mệt, tham gia rất là nhiều ngày rồi, nhưng mà mình phải giữ cái tinh thần là mình phải chiến đấu. Thì đó là cái mà anh thấy là thiếu cái lửa trong cái từng bước chân, ánh mắt hay nụ cười của tụi em. Cố gắng làm tốt nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Tinh thần và khí chất của các bạn rất là ổn, chỉ có một vài bạn thì còn khá chênh lệch với những các bạn khác thôi, nhưng mà đa phần là cũng đều đều với nhau. Một cái điểm mình cần thay đổi chỉnh nhẹ một xíu là khi mà mình đi á, là cái đầu của mình nó phải giữ. Em phải tập trung rồi nè, và cái đầu của mình lúc nào cũng phải tỉnh. Nhớ nha, đó. Đi lúc nào cũng thẳng cái đầu mình nè. Hay nhìn anh Ray ơi. Là mình nhìn anh Nhật Anh. Hoa hậu Hoàng Vũ mà, vừa lạnh lùng nhưng vẫn có sự bí ẩn và sexy. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tháng 6 này, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện, họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay. Thay mặt cho anh Brand Võ, Khánh Vân gửi lời cảm ơn đến các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian casting cho bộ sưu tập Vina Woman đến từ nhà thiết kế Brand Võ và collab với Khánh Vân. Những bạn thí sinh đang ở lại hay là những bạn thí sinh đã dừng chân tại hành trình này, tất cả các bạn đều sẽ là những cô gái trình diễn trong bộ sưu tập này. Các bạn hãy tỏa sáng theo cách của mình. Mỗi bạn đều là mỗi chiến binh, mỗi Vina Woman của Vân, của anh Brand Võ và của Hoa hậu của Việt Nam 2022. Vân rất là mong muốn rằng có một cái màn rất là đặc biệt, đó chính là hát mở màn cho show diễn. Và bây giờ thì Vân xin được mời bạn có số báo danh 239 Ngọc Anh. I came like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I want is but to break your walls, and you ever did was you break me. Yeah, you break me. Cảm ơn bạn. Và xin mời thí sinh có số báo danh 200 Nguyễn Anh Khuê. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Trời ơi, hát cái gì mà xong rồi chiếm trọn trái tim người ta rồi ai chịu nổi. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ xin mời Phan Ngọc Ngân, số báo danh 770. Mùi hương em nồng say, một chút Armani, hòa cùng một chút Martini. You are be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần và cuốn đôi môi em, dịu dàng và vỗ đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say. Và xin mời bạn Trần Minh Quyên, số danh 822. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Rồi, năm anh nữa. Dạ em xin hát một hai câu thôi ạ. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, nếu mãi là xa nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Chắc chắn là tất cả các thí sinh của Hoa hậu Hoàng Vũ, khi mà các bạn đến đây thì chúng ta đã là một gia đình. Và đã là một gia đình thì chúng ta luôn luôn hết mình vì nhau.
Và bây giờ thì Vân xin được mời những bạn có tên sau đây. Một lần nữa chúng ta sẽ nhận thử thách lựa chọn những cái vị trí rất là quan trọng trong bộ sưu tập của anh Ren Võ và Vân. Xin mời thí sinh có số báo danh 343 Nguyễn Thị Hương Ly, Hoàng Như Mỹ số báo danh 320, Hoàng Thị Nhung số báo danh 114. Cảm thấy hạnh phúc và biết ơn anh Ren Võ và chị Khánh Vân vì đã chọn Nhung. Lê Hoàng Phương số báo danh 316. Được gọi tên là top của 6 bạn xuất sắc nhất. Đỗ Trịnh Quỳnh Như số báo danh 305. Mình cảm thấy rất là tự hào, trong top 6 đó đều là những người rất là mạnh. Nguyễn Thị Thanh Khoa. Khoa nghĩ là mình đã thể hiện rất là tốt và Khoa cũng không quá bất ngờ khi mà mình được chọn. Ngày hôm nay thì có thử thách, chúng ta sẽ được đeo những cái đuôi cánh dành cho Verdes và sẽ có những cái tấm vải lụa rất là đẹp. Đây chỉ là mô phỏng thôi, bởi vì cái cánh mà ở thực tế thì nó sẽ to, nó giác vàng, nó nặng hơn cái cánh này. Tiêu chí mà Vân và anh Brand lựa chọn ra First Face cũng như là Verdes là các bạn phải cho chúng tôi thấy được năng lượng của các bạn, sự thu hút, ánh nhìn và sự tự tin và bản lĩnh xử lý được những tình huống trên sân khấu. Nhung luôn ao ước một lần nào đó Nhung sẽ được khoác lên mình những cái bộ cánh tuyệt vời như vậy. Khi đấy thì Nhung feel theo cái đôi cánh đấy và Nhung feel theo những cái bước đi và set nhạc mà Nhung được chọn, được nghe. Thực sự là mình phải wow, tại vì bạn này là một thí sinh mới của Hoa Hậu Vũ Việt Nam năm nay. Nhưng mà bạn thực sự tạo được ấn tượng, bạn rất là hợp với màu trắng. Nhung thật sự làm rất là tốt trong cái phần trình diễn đeo cánh màu trắng này. Ly cũng có cơ hội được trình diễn với Tà nhiều và mình cũng rất là thích tương tác với Tà. Hương Ly thì gương mặt rất là sắc bén, bước chân thần thái, cách tán hông vừa phải, uyển chuyển. Hương Ly cảm thấy hơi tiếc nuối cho bản thân khi là mình khát gốc nó bị rớt dây áo và đó là một phần rắc rối trên cái việc xử lý của Tà. Nếu như mình được làm lại thì mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng kiểm soát để làm tốt hơn. Năm nay trở lại thì Hoàng Phương thật sự rất là nổi bật. Cái bước chân của cô ấy là thật sự rất là thẳng tắp như là những cái thanh kiếm mà đi rất là cuốn hút người xem bởi cái đôi chân của bạn. Trong suốt quá trình thời gian làm mẫu của Phương thì đây là lần đầu tiên mà Phương mang cánh. Cái lúc pose, Phương có làm một cái pose vực bằng bạc thể hiện tinh thần, mối chiến của một nữ thần. Và khi mà đeo đôi cánh đó thì Phương tưởng tượng như mình cũng là một thiên thần vậy đó. Thanh Khoa thật sự là làm chủ được cái tà rất là tốt. Bé sử dụng cái tà rất là hợp lý và mình cảm thấy là đủ cho người ta thấy là wow lên khi bạn nó bung cái tà ra. Đi với tà, cái khó khăn nhất mà cả Khoa và Hương Ly đều gặp là khi mà cái tà nó không có dính vào người mà chỉ là kết vào trong cái bộ trang phục. Cái đó là cái phần khó khăn. Còn lại thì Khoa nghĩ là Khoa và Ly đều là người mẫu thì nó không có quá khó khăn khi mà giải quyết một cái tà dài 2m hay là 4m. Bạn Như Mỹ là một trong những thí sinh rất là ấn tượng với Ryan. Bạn có một cái tinh thần giống như chiến binh. Em là một cô gái rất là xinh đẹp và Vân rất là thích vẻ đẹp của em. Vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp của sự cá tính, vẻ đẹp của lòng trắc ẩn. Trong tinh thần mình cảm thấy vui tươi, mình cảm thấy năng lượng, mình cảm thấy có rất là nhiều hy vọng. Đó là cái điều mà Như muốn truyền tải tới khi mà mình nhận được đôi cánh. Như có một động tác như thế này. Đó là cái cách mà Như thể hiện cái tinh thần Vina Woman trong chính suy nghĩ của Như. Với First Face và Verdes của Vân và anh Brian thì Vân thấy là các bạn rất tự tin, các bạn tự tin và các bạn đẹp, các bạn thể hiện như là những chiến binh thực thụ và điều đó làm cho Vân và anh Brian rất là đau đầu và anh Nhật Anh cũng đau đầu. Ba anh em quay qua nhìn nhau không biết phải làm sao hết. Thực sự là phải thán phục tất cả các bạn tại vì ai cũng có một cái vẻ đẹp riêng và ai cũng có những bước chân riêng trong cái phần trình diễn Verdes lần này. Thực ra mà nói thì ban đầu chúng tôi chỉ chọn một Verdes và một First Face. Nhưng khi mà thấy các bạn trình diễn thì chúng tôi sẽ quyết định bộ sưu tập của chúng tôi sẽ đổi luôn. Chúng tôi sẽ có 3 màn trình diễn. Như vậy, chúng ta sẽ có 3 First Face và 3 Verdes. Vân và anh Brian thì không thể nào gọi là bỏ đi một ai. Brian cũng như là Khánh Vân quyết định là đưa ra 3 First Face và 3 Verdes. Như anh và Khánh Vân và anh Brian thật sự là thôi mình hãy lấy hết 6 bạn này cho cái show mình. Ra là bất chợt. Cho nên là chúng tôi đã phải đổi lại kịch bản để có thể giúp cho cả 6 bạn thí sinh tỏa sáng. Đó cũng là một cái trọng trách rất là lớn như anh tại vì anh phải sắp xếp đường dây, sắp xếp mọi thứ. Như trước đó thì chúng ta sẽ công bố người sẽ hát mở màn cho bộ sưu tập Vina Woman. Đó chính là thí sinh có số báo danh 770, Phan Ngọc Ngân sẽ
chính thức hát mở màn cho bộ sưu tập Vina Woman. Tất cả cảm xúc đã vỡ òa ra và thật sự lúc đó Ngân rất là muốn khóc luôn ấy. Đây là lần đầu tiên mà Ngân có thể đảm nhận một cái vai trò là ca sĩ hát mở màn. Và bây giờ sẽ là ba vị trí first fade. Vị trí first fade 1 sẽ thuộc về thí sinh có số báo danh 320. Chúc mừng bạn Như Mỹ. Cảm xúc lúc đấy thật là không thể tin được, phải nói là không thể tin được. Rất là cảm ơn chị Khánh Vân cũng như anh Brian Võ đã chọn Mỹ. First fade màn thứ 2 sẽ thuộc về thí sinh với tên gọi Nguyễn Thị Thanh Khoa. Cái điều đó làm Khoa vừa bất ngờ vừa vui, cảm thấy là mình không có chiếm slot của ai hết, cho nên là cả mọi người đều có cơ hội được thể hiện như nhau. Và first fade của màn thứ 3 sẽ thuộc về thí sinh có số báo danh 305, Đỗ Trịnh Quỳnh Như. Rất là khó để mà có được một vị trí first fade hay vedette ở trong những show diễn ngoài đời nếu bạn chỉ là người mẫu bình thường. Cho nên là Như cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là cảm ơn Khánh Vân và anh Ryan Võ. Và tiếp theo sẽ là ba vị trí vedette. Vedette màn đầu tiên sẽ thuộc về thí sinh 114, Hoàng Thị Nhung. Chúc mừng bạn. Tiếp theo sẽ là vedette màn 2 với màu sắc là silver, thuộc về thí sinh có số báo danh 343, Nguyễn Thị Hương Ly. Thì đây là một trong những vinh dự của bản thân Hương Ly. Bản thân mình sẽ cố gắng làm sao thể hiện tinh thần của bộ sưu tập và cũng như hoàn thành tốt nhất cái phần thi của mình. Và cuối cùng là vedette màn 3, đó chính là Lê Hoàng Phương. Khi mà được chọn là vị trí diễn vedette, Phương cũng khá là lo lắng, nhưng mà Phương tin rằng là với năng lực của bản thân mình cộng với sự cố gắng của bản thân mình nữa thì chắc chắn Phương sẽ diễn được và sẽ thành công tỏa sáng. Ba vedette của Vân đều là ba gương mặt rất là quen thuộc. Vân tin là các bạn sẽ làm rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều và hãy giữ năng lượng để tỏa sáng tại show thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhé. Ryan và Khánh Vân cũng như ban tổ chức sẽ cố gắng phối hợp nhanh nhất có thể, tốt nhất có thể để mang đến một cái màn trình diễn thật sự tốt nhất cho tất cả các bạn, cho chương trình. Tháng 6 này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện, họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay. I am a Vina woman, sick of crowd, go around, people make it loud. Watch me now, hear me now, I'm gonna make it sound. Sẽ đến lúc điều tuyệt nhất sẽ mỉm cười, niềm hạnh phúc.